Việt Nam họp khẩn, xây siêu kênh đào Đông Dương, quy mô gấp 10 lần kênh đào Phù Nam, khiến Campuchia tái xanh mặt. Bạn đã bao giờ nghe đến ý tưởng về một siêu kênh đào Đông Dương với quy mô lớn gấp 10 lần kênh đào Phù Nam của Campuchia? Liệu Việt Nam có thực sự đang ấp ủ dự án này như một đòn đánh chí mạng nhằm vào Campuchia trong bối cảnh hai nước đang có những mâu thuẫn liên quan đến dự án kênh đào Phù Nam? Câu chuyện bắt đầu từ những xôn xao trên mạng xã hội khi có tin đồn rằng Trung Quốc sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi dự án kênh đào Phù Nam do những bất đồng với Campuchia. Giữa lúc tình hình căng thẳng, nhiều người Việt Nam đã đề xuất ý tưởng về một siêu công trình có tầm ảnh hưởng vượt trội, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, vừa khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Liệu đây có phải là một nước cờ cao tay của Việt Nam nhằm dằn mặt Campuchia và khẳng định vai trò của mình trong khu vực? Câu trả lời sẽ được hé lộ ngay sau đây. Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, bình luận số 1, còn không hay bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Bạn có biết rằng Việt Nam từng ấp ủ ý tưởng về một siêu kênh đào mang tên Đông Dương, nối sông Mekong với miền Trung Việt Nam? Dự án này, nếu được thực hiện, sẽ có quy mô và tầm ảnh hưởng không thua kém gì dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc. Cha đẻ của ý tưởng này chính là tiến sĩ địa chất Phạm Văn Quang, nguyên viện trưởng Viện Địa chất Môi trường. Ông Quang là một chuyên gia được giới chuyên môn quốc tế đánh giá rất cao, thậm chí nhiều người còn thừa nhận rằng họ không thể nắm rõ hệ thống sông ngòi của chính đất nước mình bằng ông. Bạn biết không, có một nghịch lý đang diễn ra tại dòng sông Mekong hùng vĩ. Vào mùa mưa, dòng sông này cuồn cuộn chút lượng nước khổng lồ xuống đồng bằng sông Cửu Long, gây ra lũ lụt, ảnh hưởng đến mùa màng và cuộc sống của người dân. Trong khi đó, dải đất miền Trung, từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, lại đang khát cháy nước. Chính vì thế, việc kiểm soát dòng chảy của sông Mekong ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng thời giải khát cho miền Trung là vô cùng cấp thiết. Ý tưởng về kênh đào Đông Dương đến với ông Quang một cách tình cờ, trong một chuyến khảo sát địa chất tại Quảng Trị vào năm 1982. Khi đang khảo sát dọc theo dòng sông Thạch Hãn, gần biên giới Việt-Lào, ông phát hiện ra một vết nứt gãy địa chất tự nhiên ở dãy Trường Sơn. Điều đặc biệt là vết nứt gãy này nằm ở vị trí rất thấp, chỉ cách mực nước biển 14 mét. Không những vậy, ở phía bên kia biên giới, sông Xe Băng Hiêng của Lào cũng chảy rất gần với làng trại của Việt Nam, cách nhau chỉ 14 km theo đường chim bay. Từ phát hiện này, ông Quang đã nảy ra ý tưởng đào một con kênh dài 14 km, nối hai con sông này lại với nhau. Sau đó, xây một con đập trên sông Mekong, phía hạ lưu điểm giao nhau giữa sông Mekong và sông Xe Băng Hiêng. Theo tính toán của ông, khi mực nước sông Mekong dâng cao, dòng chảy của sông Xe Băng Hiêng sẽ bị đảo ngược, chảy về phía đông, theo dòng sông Thạch Hãn ra biển. Ý tưởng này, nếu thành hiện thực, sẽ mang lại những lợi ích to lớn. Nguồn nước từ sông Mekong sẽ được dẫn về tưới cho vùng Quảng Trị và một phần lớn đồng bằng Bắc Trung Bộ, giải quyết bài toán khô hạn lâu nay. Đồng thời, việc điều tiết dòng chảy còn giúp kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù ý tưởng về kênh đào Đông Dương đã lóe sáng trong đầu tiến sĩ Phạm Văn Quang từ năm 1982, nhưng phải mất đến 10 năm sau, ông mới có điều kiện để hiện thực hóa ý tưởng táo bạo ấy. Năm 1992, ông Quang được mời sang Lào để thực hiện công việc vẽ bản đồ địa hình, địa chất và thủy văn sông Mekong, phục vụ cho việc xây dựng đập thủy điện Nậm Thơm. Sau đó, ông tiếp tục được mời sang Thái Lan để lập bản đồ mỏ cho vùng Đông Bắc nước này. Trong suốt quá trình làm việc tại nước ngoài, bên cạnh nhiệm vụ chính, ông Quang luôn dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng hệ thống sông ngòi trong khu vực. Ông cũng tranh thủ thu thập các dữ liệu địa chất cần thiết cho dự án kênh đào mà mình đang ấp ủ. Tất cả những nỗ lực ấy đều xuất phát từ niềm đam mê khoa học và tinh thần cống hiến của ông, chứ không phải do bất kỳ yêu cầu hay sự hỗ trợ tài chính nào. Sau gần 20 năm kiên trì nghiên cứu, ông Quang đã hoàn thiện dự án kênh đào Đông Dương và tin rằng nó hoàn toàn khả thi. Theo ông, có thể xây dựng một con đập cao từ 60 đến 100 mét trên sông Mekong, phía hạ lưu điểm hợp lưu với sông Xe Băng Hiêng. Con đập này sẽ khiến khoảng 25-30% lượng nước sông Mekong, tương đương 26,10 tỷ M3, được dẫn vào sông Thạch Hãn trong 40 ngày cao điểm lũ. Việc điều tiết dòng chảy này sẽ giúp giảm lưu lượng lũ ở sông Tiền và sông Hậu từ 1 đến 2 mét, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra cho đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn phù sa và thủy sản cho vùng này. Theo kỹ sư Hoàng Khắc Bá, chuyên gia địa chất công trình, việc xây dựng kênh đào Đông Dương dài 14 km là hoàn toàn trong tầm tay của Việt Nam, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện có. Địa hình vùng biên giới Việt-Lào không quá hiểm trở, độ cao trung bình chỉ khoảng 40-80 mét, thậm chí có nơi chỉ cao 14 mét. Điều này rất thuận lợi cho việc thi công kênh đào và xây dựng nhà máy thủy điện.
Mặc dù trước đây nhiều nhà khoa học còn hoài nghi về tính khả thi của dự án, thì gần đây, khi Trung Quốc và Ấn Độ đều đã triển khai những dự án tương tự với quy mô lớn hơn, thì giấc mơ kênh đào của ông Quang lại càng trở nên khả thi. Trung Quốc đang có dự án đào hệ thống kênh dẫn với tổng chiều dài 1.300 km, từ sông Dương Tử phía Nam, đưa nước ngược lên châu thổ sông Hoàng Hà khô hạn ở phía Bắc, với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đô la trong 50 năm. Ấn Độ cũng đã bắt tay vào dự án vẽ lại bản đồ các dòng sông khi họ đào 30 kênh dài hơn 10.000 km, với chi phí 120 tỷ đô la, chỉ trong 13 năm, để dẫn nước từ sông Hằng phía Bắc, chia sẻ cho miền Nam Ấn Độ và châu thổ Bangladesh thường xuyên bị ngập lụt. Đối với dự án trị hà bá sông Mekong, ông Quang vẫn kiên định với quan điểm của mình. Nếu có ai tìm ra giải pháp tuyệt hơn thì tôi xin rút lui, nhưng nếu không ai hơn tôi thì tôi vẫn bảo vệ dự án đến cùng. Với những lợi ích to lớn mà nó mang lại, kênh đào Đông Dương được xem là một giải pháp 2 trong 1, vừa giải quyết vấn đề thiếu nước ở miền Trung, vừa kiểm soát lũ lụt ở miền Nam. Sau 20 năm ấp ủ và nghiên cứu, năm 2000, dự án trị thủy sông Mekong của tiến sĩ Phạm Văn Quang đã chính thức được trình lên chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Dự án này, với tên gọi kênh đào Đông Dương, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và dư luận. Nhiều cuộc hội thảo khoa học đã được tổ chức để thảo luận về tính khả thi của dự án. Hầu hết các chuyên gia đều nhất trí rằng dự án hoàn toàn có thể thực hiện được và sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất chính là kinh phí quá lớn và việc thuyết phục các quốc gia lân cận cùng tham gia dự án. Chính vì vậy, kênh đào Đông Dương đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Mặc dù vậy, ý tưởng táo bạo của tiến sĩ Quang vẫn được nhiều người ủng hộ, trong đó có đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim. Trong một buổi thảo luận tại Quốc hội, ông Kim đã đề xuất nên xem xét lại dự án kênh đào Đông Dương, nhấn mạnh những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho phát triển kinh tế, giao thông và du lịch của Việt Nam và cả khu vực Đông Dương. Ông Kim cũng đề cập đến một kênh đào khác, mang tên Kara, xuất phát từ miền Nam Thái Lan và đi qua đảo Phú Quốc của Việt Nam, như một ví dụ về tầm nhìn chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông. Có thể thấy, ý tưởng của tiến sĩ Quang và đề xuất của đại biểu Kim đều hướng đến một mục tiêu chung, là phát triển đất nước một cách bền vững và có tầm nhìn dài hạn. Việc kênh đào Đông Dương được nhắc đến trên nghị trường Quốc hội cho thấy nó vẫn là một ý tưởng đáng để nghiên cứu và xem xét, dù cho việc thực hiện còn nhiều thách thức. Dự án này, theo ông Quang, mang tính khả thi cao bởi nó phân bổ nguồn lợi đồng đều cho tất cả các quốc gia nằm trong lưu vực sông Mekong. Không chỉ giúp kiểm soát lũ lụt hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, dự án còn giúp vùng biển Hồ Tô Nổ Xép của Campuchia tránh được tình trạng ngập úng trong mùa mưa, góp phần mở rộng diện tích đất canh tác thêm ít nhất 10.000 km2. Hơn thế nữa, dự án còn mang đến một tuyến đường thủy ngắn và thuận tiện hơn cho vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào và một phần Myanmar trong việc tiếp cận Biển Đông. Nhìn chung, có thể thấy rõ ràng dự án này sẽ là cú hích thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho toàn bộ tiểu vùng sông Mekong. Mặc dù ý tưởng về kênh đào Đông Dương và cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc rất hấp dẫn, nhưng phải thừa nhận rằng, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có đủ điều kiện để thực hiện những siêu công trình này. Thay vì chạy theo những dự án quá tầm với, Việt Nam nên tập trung vào những dự án thực sự cấp thiết, có tính khả thi cao và đặc biệt là phải đảm bảo tính tự chủ về mặt tài chính. Chúng ta không nên quá phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài để tránh những rủi ro về mặt kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ hoàn toàn những ý tưởng táo bạo. Bởi lẽ, bất kỳ công trình vĩ đại nào cũng đều bắt nguồn từ những ý tưởng đột phá, thậm chí là điên rồ. Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn những ý tưởng thực sự phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của đất nước để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hãy để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.